Rồi, chào toàn thể các bác nha. Đến hẹn lại nên thì hôm nay là ngày 26 tháng 11, 12 năm 2023. Em tiếp tục lên cho bác những cái clip mới nhá. Thì hôm nay sẽ lên cho bác cái lô máy cắt quả này, vẫn như thường lệ là sẽ gồm rất là nhiều những mẫu máy cắt quả khác nhau nhá. Đấy. Mẫu máy cắt quả khác nhau. Tí nữa thì em sẽ đi vào chi tiết cái lô máy này, em sẽ test lổ từng con một cho bác nghe tiếng máy để bác dễ dàng mua hàng nhá. Đấy. Thì hôm nay thì nó cũng rất là nhiều, rất là phong phú và đa dạng, nhiều loại máy khác nhau. Đấy. Thì bác rồi. Thì tí nữa thì em sẽ đi test lổ từng con một để bác nghe tiếng máy để bác có dễ dàng mua hàng nhá. Để bác lựa chọn cho mình được những cái con máy nó ưng ý. Đấy. Thì ngoài ra sẽ lên cho bác ít cái bộ cần này. Bộ cần và hai bộ cần mềm tung nhỏ đây. Đây có hai bộ cần mềm tung nhỏ vừa tháo ra. Đấy, của hai con ba lô, nó rất là đẹp nhá. Đấy. Và ngoài ra thì sẽ lên cho bác ít cái mấy cái mẫu đầu máy với cả ít cái máy phụ tùng. Đấy. Thì còn máy ở trong kho thì còn nhiều nhá. Bác cần loại máy gì thì cứ liên hệ bên em nhá. Đấy. Đấy. Thì bác cứ cần loại máy gì thì cứ liên hệ bên em. Thì bên em sẽ có cái mức giá rất là tốt cho bác nhá. Đấy. Ok. Thì phần đầu chương trình thì bao giờ thế. Thì em cũng sẽ dành một ít thời gian để giới thiệu cho bác về cái sản phẩm chè của địa phương nhá. Bởi vì chỗ em có một lợi thế rất lớn, đó là đất chè các bác nhá. Thì các bác thể sở trên mạng địa chỉ là ở Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình, có nông trường chè Sông Bôi nhá. Chỗ em là cả một cái nông trường chè rất là rộng lớn. Chính vì thế là bác mua chè chỗ em là được cái giá gốc luôn, không qua trung gian. Giá thì bao cho bác là rẻ nhất trên thị trường luôn. Nói chung là không một nơi nào có thể cạnh tranh được với cả đất chè các bác nhá. Đấy. Chỗ em thì nó là giống chè tuyết thơm này bác này. Đấy bác nhìn nó, búp móc câu rất là ngon luôn. Cái chè này thì bao cho bác 100% là chè mới nhá, không phải chè cũ. Nên là các bác mở bao bì chè ra nó sẽ có vị thơm. Vị thơm là đặc trưng của chè mới nhá. Đấy. Thì chè bên em thì uống sẽ là nước xanh vị thơm. Đấy. Vị của nó sẽ là lúc đầu thì chát, sau nó sẽ ngọt và nưu hương. Đấy. Thì chè bên em có những cái loại như sau này. Loại thứ nhất là loại 130.000 trên một ký. Loại thứ hai là loại 170.000 trên một ký. Và loại thứ ba là 200.000 trên một ký nhá. Đấy có ba loại chính như thế. Thì bên em sẽ ship từ 1 ký trở lên. Bác nào mà mua từ 1 đến 3 cân thì phí ship của nó rất là rẻ thôi. Thì có từ 26 cho đến 35.000. Đặc biệt bác nào mua số lượng nhiều trên 3 ký bên em bao ship luôn nhá. Đấy. Trên 3 ký áp dụng với loại chè 130.000. Thế còn bác nào mua loại 170 và 200 thì từ 2 ký đổ lên là bên em đã bao ship rồi nhá. Nên là các bác không phải lo về chuyện phí ship nhá. Đấy. Thì bác nào mua máy, mua chè thì bác liên hệ theo số thứ nhất này. Thế còn bác nào mua chuyên về chè, đặt hàng về chè hoặc là cần tư vấn kỹ hơn về các loại chè thì bác liên hệ theo số thứ hai nhá. Là số chuyên về chè. Đấy, ok. Rồi. Thế thì ngoài cái việc bán hàng nghĩa địa Nhật nhá, thì bên em còn bán cả hàng mới nữa bác nhá. Thì hàng mới của bên em thì rất là phong phú và đa dạng, nhiều loại máy nhá. Đấy. Thế những cái máy mới này thì bên em đã bán từ cách đây rất là lâu rồi. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng nhá. Chất lượng của nó dùng rất là ngon và ổn định. Đấy, thực tế là các bác dùng đã chứng minh rồi. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Thế mấy cái máy mới này thì bên em bán cho bác là đủ bộ luôn, cả máy cả cần luôn. Phụ kiện đầy đủ đi kèm. Giá thì bao ship luôn. Đấy, rất là phù hợp nhá. Rất là tiện. Đấy. Thì em đi vào chi tiết luôn nhá. Mẫu thứ nhất là mẫu này này. Các nào là quen ra xài máy 260 thì lấy cái mẫu này. Mẫu này là mẫu Cavani 260 26cc Batuni. Đây là Batuni. Xài bố côn nhỏ tum 260 nhá. Trên mỗi máy nó đều có số CG này hết này. Đấy, chung dòng này dùng rất là ngon, ổn định. Đấy. Giá của thằng này là đủ bộ này. Cả tay ga bóp xịn sò hết này. Đấy. Giá của thằng này là 1.350.000 bao ship nhá. 1.350 bao ship cho bác luôn. Đấy. Ok. 1.350 nhá, 1.350.000. Rồi tiếp tục này, mẫu thứ hai này. Mẫu thứ hai mẫu này nhá. Mẫu này nó là mẫu đầu mẫu máy Tosaki này, 330 này. 33cc bít tông 36 ly này. Nó xài bố côn lớn này. Đây bố côn lớn này. Đấy. Thằng này thì bên em bán rất là nhiều và rất là chạy cái dòng này nhá. Đấy các bác hoàn toàn yên tâm. Thằng này nó có một cái đặc điểm đó là máy của nó không to quá nhưng mà cũng không nhỏ quá nhá. Đấy to quá thì phát thì tốn xăng và nhỏ quá thì phát cực yếu, thì thằng này nó ở giữa nhá.
đấy, nên là các bác rất ưa chuộng cái dòng này. Thì giá của nó thằng này là 1,5 triệu bao ship này, 1,5 triệu bao ship. Tiếp tục này, mẫu thứ ba nhá. Mẫu thứ ba thì nó là một máy 4 thì nhá. Đây, 4 thì là bác dùng xăng không thôi, không phải pha nhớt gì cả, rất là tiện. 4 thì GX35. Hàng này bên em bán rất là nhiều và rất là chạy cái dòng này, cực kỳ chạy luôn. Đấy. Đây, nó xài 4 côn lớn nhá. Côn 330, 430 gắn vừa hết. Đấy. Trên mỗi máy nó đều có số seri này hết mà. Đấy, số seri. Đấy. Thằng này thì máy lớn, công suất lớn này. Thằng này giá của nó là đủ bộ này. Tay ga bóp mỏ vịt này. Đấy, thằng này giá của nó là 1,7 triệu bao ship nhá. 1,7 triệu bao ship cho mẫu này. Ok. Để tiếp tục đây. Tiếp theo cũng là một mẫu máy CX25, hàng này hàng 4 thì này, cũng là 4 thì luôn, dùng xăng không nhá. Đấy. Thằng này thì nó xài tum nhỏ, chứ không phải tum lớn, là tum nhỏ này. Tum nhỏ tum 260. Đấy. Thằng này xài tay ga bóp mỏ vịt. Đấy. Thằng này giá của nó là thằng này đang được giá tốt này. Bình thường đang bán 1,9 triệu đấy, để cho bác 1,8 triệu nhá. Còn duy nhất một suất, không có nhiều nhá. Ok. 1,8 triệu. Giờ tiếp tục đây. Đây. Cái mẫu này thì bên em cũng còn một suất này, mẫu này cũng đang được giá tốt này. Cho bác này. Mẫu Jaken 143. 11143. Thằng này dùng rất là ngon, ổn định này. Trên 40cc. Bi tông 40 ly. Đấy. Nó thiết kế theo mẫu máy Thụy Điển 143. Đây. Đấy, hàng này thì côn cứ kiếp của nó rất dày, rất là dùng rất là ngon nhá. Thằng này giá của nó là thằng này để ra mức giá 1,8 triệu này, 1,8 triệu bao ship này, bao ngon luôn nhá. Đấy, 1,8 triệu bao ship. Đấy. Thế còn cái mẫu VIP nhất bên em, mẫu này nhá, mẫu này là mẫu VIP nhất này. Đây, nguyên nhân là dùng cái mẫu này là chuyên dành cho những bác gọi là phát nhiều, phát liên tục, vườn rộng. Đấy. Hoặc là đi phát thuê thì bác dùng em mẫu này nhá. Tosaki. Đấy, 541. Thằng này công suất của nó lên tới là trên 40cc nhá. Bi tông 40 ly. Thằng này thì mọi thứ nó làm đẹp cực kỳ dày. Tản nhiệt rất dày này, vỏ rất cứng cáp này, lọc gió hai lớp này. Đấy, chụp boe này, chế này. Đế bình xăng cực kỳ dày. Nói chung là mọi thứ nó rất dày. Cả những cái chi tiết nhỏ như kiểu cái chụp giặt này, cái vành nhôm xung quanh chụp giặt này. Thì cái này thường thường nó sẽ làm bằng nhựa nhá. Đấy, nó tiết kiệm chi phí, nhưng thằng này làm bằng nhôm luôn. Đấy. Mà kể cả ống tay cầm và ống đầu bò của nó đều là nhôm dày 2 ly hết, tức là rất là dày nhá. 2 ly là rất là dày. Đấy, có thấy không? Đấy. Thì cái thằng này giá của nó là 2,25 triệu nhá. 2,25 triệu. Đấy. Rồi, ok. Rồi. Thằng tiếp theo nhá. Thằng này cũng xài 4 côn lớn đây này, 4 côn lớn này. 4 côn lớn nhá, máy lớn 4 côn lớn hết nhá. Đấy. Tiếp theo này. Bác nào mà mua cưa thì liên hệ bên em luôn nhá. Đây bên em có cái mẫu cưa dùng gia đình thì rất ok này. Hàng này hàng phun thùng 100% hàng Kawasu này. Đấy, cái cưa màu trắng đẹp, rất là đẹp này. Đây, phiên bản nó đây. Cái này là để bụi thôi, chứ thực ra thì nó rất là mới nhá. Đấy, đây. Cái này là dùng cưa tay cụt dùng gia đình nhá, rất là ok luôn. Cái này thì bác có thể là trọng lượng của nó rất nhẹ này, các bác có thể cắt một tay luôn này. Đấy. Tay cụt để cắt một tay hoặc hai tay tùy bác nhá. Đấy. Thì cái dòng này là nó đợt này em về cái dòng này là nó VIP luôn, tức là nó làm dòng cưa thuộc dòng máy cao cấp, đắt tiền. Mọi thứ nó làm đều cực kỳ dày, bác nhìn ốp này, nhựa rất dày luôn, không phải nhỏ ọp ẹp đâu. Rất là dày. Thứ hai là nhìn tản nhiệt rất dày. Tản nhiệt này. Tản nhiệt máy rất là dày luôn. Đấy. Cái trước em về có bán một cái mẫu cưa tay cụt nhưng mà giá nó rẻ hơn đấy. Mà các bác dùng rất ok rồi. Nhưng mà cái thằng này nó còn ngon hơn. Nó đắt hơn mấy trăm ấy. Đấy. Nhưng mà bên em vẫn để cho bác cái mức giá là thực sự là mức giá đấy là không có lợi nhuận. 1,5 triệu bao ship. Giá này thì đảm bảo bác không có lợi nhuận. Đấy. Chủ yếu là giới thiệu cho bác về cái sản phẩm, những mong muốn giới thiệu cho bác những cái sản phẩm nó thuộc gọi là cái dòng máy tốt ấy. Đấy. Nếu mà ăn cao quá thì bác lại bì nhá. Nếu như mà mình muốn giới thiệu cho những cái dòng sản phẩm nó rất ok. Đấy. Thì cái này thì có về lắp suất thì bán được 2 suất rồi, thì còn 3 suất. Đấy. Để bác nào có thể mua trải nghiệm dòng này nhá, rất ok. Đấy. Rồi. 1,5 triệu nhá. Thế còn bác nào mà mua những cái đầu máy mới hỏng, những đầu máy mới thì liên hệ bên em luôn này.
Đây bên em có những cái đầu máy 260 này, 26cc 34 ly. Hàng này thì bên em bán quá là nhiều rồi và rất là chạy cái dòng này, dùng rất ổn định nhá. Đấy, tum nhỏ, tum 260. Đầu máy này là 700.000 một đầu bao ship nhá, 700.000 bao ship. Tiếp tục này, có cái bác nào muốn công suất lớn hơn lấy đầu 330 này, là nòng 36 ly này, xài bố côn lớn này. Đấy, côn lớn này, cái này là 900.000 đầu bao ship này. Mấy hàng này thì dùng bên em bán nó quá là nhiều và quá là chạy cái dòng này. Đấy. Thế còn đặc biệt nữa này, nếu bác nào mà muốn công suất lớn hơn nữa này, tưới nước rồi là khoan đất rồi là xịt thuốc rồi là thổi gió thổi lá, lấy đầu này cho em nhá. Đấy. Đầu này là những cái đầu 52cc và bít tông của nó lên tới là 44 ly, rất là khỏe nhá. 44 ly rất là khỏe. Hàng này thì nó là hàng Hilota này, đạt tiêu chuẩn và chất lượng Thái Lan luôn, đây Thái Lan quality này. Đấy, mấy cái đầu này thì bên em tháo ra từ những máy khoan đất nhá. Đó, khoan đất nó xài bố côn lớn hết này. Đấy. Thì nên là cái bình xăng nó thiết kế kiểu như này này. Đấy, kiểu như này này. Đấy. Thì cái máy khoan đất thì bác nghĩ tải chịu tải lặng thì bác biết rồi. Nó dùng rất là ok nhá. Khoan đất thì dùng được, nó là phát cỏ ăn thu gì. Đấy. Thì mấy cái mẫu này thì nếu mà để nguyên bình xăng như này là tính cho bác giá 1.3 triệu nhá. À, triệu 250 bao ship. Đấy, là để nguyên bình xăng như này. Thế còn nếu mà thay cái bình xăng giống kiểu máy cắt cỏ như này thì nó sẽ là 1.3 triệu nhá. 1.3 triệu là thêm 50.000. Để bên em thay cho giống kiểu bình xăng này. Đấy, ok nhá. Rồi. Thì có mấy cái đầu như thế thôi. Thì em di chuyển luôn sang cái phần máy máy bãi này. Máy bãi này. Thì máy bãi nhá. Thì ở đây thì em hôm nay có soạn ra được mấy cái bộ cần này. Trong đó có hai bộ cần mềm của ba lô tum 260 nhá. Hai bộ này là của con Komatsu 26 hết này. Komatsu 26 nó đều rất là đẹp nhá, tum 260 này. Đấy, rất là đẹp này. Này. Đấy. Thì hai bộ cần này là cao su cao siếc của nó còn ngon hết nhá. Nó không có bị nứt nẻ gì đâu. Rất là ok. Dây ga các kiểu có hết. Đây. Dây ga, cò ga, công tắc các kiểu này. Đấy. Cản cỏ, cản tiếc này, chén loát 26 hết này, 26 này. Đấy, cản cỏ đều ok. Đầu bò đầy đủ, chén kẹp năn êm hết nhá. Đấy. Năn êm hết. Thì hai bộ cần này tính cho bác giá là 250 nhá, 250 một cái chứ không phải là 250. Một cái là 250, hai cái là 500. Đấy. Thế còn em soạn ra được hai cái bộ cần tum đời, tum nhỏ. Đây bộ cần tum nhỏ, bộ cần này thì của con Mitsu này. Mitsu. Đấy, bộ cần này của con Shingu này. Shingu mà bộ cần này còn rất mới này, đen xì luôn. Cái này bằng nhôm hết này. Nhôm hết. Đấy. Cái này cũng bằng nhôm luôn. Đây. Tum to. Đấy. Thì hát ca su này, này. Cái này thì đầu bò đều đầy đủ chén kẹp này, zin nó hết này. Đấy. Đều lan ok nhá. Đấy. Thì bộ cần này thì tính cho bác là 250 bộ nhá. 250 bộ. À cái con này có tay lái thì 270.000. Thì cái con này thì tính cho 250. Đấy, con không có tay lái này. Đấy, cho có hai con nhá, bán như video nhá. Đều là tum 260 hết. Rồi. Thì ở đây em lại có một cái con này nữa cũng hơi đặc biệt tí này. Cái con máy đầu tiên là cái con hôm nay là lô MLU, hôm qua là lô O. Thì hôm nay lô P nhá. Hôm qua là lô O, hôm nay lô P đúng không? OPQ. Thì có con này là con công suất khá là lớn này. Công suất con này lên tới 26cc 34 ly con Shingu. Con này nhìn tình trạng máy còn đẹp á. Đấy, còn rất đẹp nguyên bản luôn. Thì con này nguyên bản của nó là cái con này là máy thu dân này. Thu dân nhưng mà nó không phải là hỏng, mà lý do là họ phát cước, họ chê con này nó bé. Nghĩa là họ nâng lên con to hơn, cao hơn. Đấy. Thì họ nhờ bán hộ nhá. Cái này là nhờ bán hộ thôi, chứ không phải là em chưa thu của dân. Đấy, nhờ bán hộ thôi. Đấy, nhưng mà tình trạng máy còn lổ ok, rất ngon lành nhá. Đấy, cần của nó ngon luôn. Đấy. Đây này, họ làm đây này. Đầu bò này. Đấy, thấy chưa? Đầu bò đầy đủ luôn. Đấy, nói chung là vẫn đang dùng. Chứ không phải là hỏng. Đấy. Hơi còn ngon. Đây, hơi còn. Đây. Đây, cái nguyên bản luôn nhá. Đấy. Đã được luôn. Hơi chắc.
Đấy, nói chung hơi còn tốt đấy, con này hơi còn tốt đấy. Đấy, được luôn. Đấy. Thì cái con này thì nó chỉ nó gồm như này, nhưng mà cái tay lái họ tháo rồi. Đấy. Nó còn như này, tức là đầy đủ đồ, bác về thêm tay lái nữa thôi. Với cái dây gà nữa là dùng thôi. Đấy, 26 nhá, con này 26cc hiệu Singu. Thì con này thì nó còn ok đấy. Theo như quan sát là ok, còn ok nhá, chưa kiểm tra tiếng gì đâu. Nhưng mà thấy tình trạng là họ báo là vẫn xài bình thường nhá, tức là vẫn đi phát, hôm qua vẫn đi phát mà thấy nó yếu thì họ đổi thôi. Đổi nâng lên. Đấy, cứ nhờ bán hộ thôi nhá, chứ không phải là bên em chưa thu. Đấy. Thì con này là P1 đây. Con này tính cho bác giá là 800k nhá. Đấy, 800k. Đấy. Ok. Rồi tiếp tục đây. Đây em có cái đầu này nó hơi đặc, cũng rất là ok này. Nhưng mà nó con này tình trạng của nó là thiếu lửa đấy bác này. Có phải nó có lửa nhưng mà nó lửa kiểu lửa chập chờn hay sao đây. Con này nó mới đầu đang lổ xong là lổ ok rồi mà mang đi rửa, rửa xong là giặt lại không nổ. Đấy nó tình trạng nguyên di nó tháo ra là như thế. Đấy, lửa nó nghĩa là kiểm tra lửa chập chờn. Cái con này tum tiếc ngon lành hết này, chả thiếu cái gì. Con này nó là con Isuki 237. Chế hai họng luôn này, rất là ngon luôn này, né đỏ luôn này. Đấy, rất là vip nhá. Đấy. Vip. Đấy con này thì tình trạng là thế. Chắc là lửa nó chập chờn. Nó lổ rồi nhưng mà kiểu lửa nó chập chờn. Đấy, hơi tốt. Đấy. Con này chế hoạt động bình thường nhá, ngon nhá. Đấy. Đây là xong vẫn còn đây này. Một kiểm tra nó bị thế nhá. Đấy các bác về là xem lại xem nó như nào. Cái này ống cần là 24 ti 7 khía này. Tum tiếc còn ngon. Đấy. Tum nhôm luôn. Đấy. Ok nhá. Thì cái đầu này là đầu P2. P2 bác về căn chỉnh lại nhá. Tính cho bác đầu này 400k đi. Này là thiếu lửa, thiếu lửa. Là tính cho chế chiếc còn là chung về lấy đồ, tính về lấy đồ thôi. Đấy, tính cho 400k. Đấy. 400k tôi đem 350 thì bán cho nhanh. 350.000. Đấy, các bác về lấy đồ hoặc là lên máy nhá. Nguyên chế trước cái con này là nguyên cục chế này muộn khối tiền. Đấy, ok nhá. Rồi, tiếp tục đi. Có con này thì ok đây. Con này thì đây vừa là mới dọn xong cái đầu Komatsu này. Komatsu 26 đây này. Côm bướm luôn nhá. Đấy, côm bướm. Đầu Komatsu 26 này bác về gắn xịt thuốc là đúng bài luôn. Này, côm bướm đây. Đấy. Cái này tháo ra từ máy ba lô nhá. Con này tháo ra từ máy ba lô này. Đấy, bán cho bác là không có cái tum nữa, tum nó lắp thử máy thôi. Đó. 26cc, 34 ly, côm bướm. Này chắc chế thôi, phải căn chỉnh lại chế tí là được. Lúc lổ bốc rồi. Đây là bô con này đen xì đây này. Bô đẹp rất đẹp đen xì luôn. Đấy thì cái này chắc phải căn lại chế tí thôi. Ok thôi. Nó lổ ngon rồi đấy. Căn lại tí thôi, căn chỉnh lại thôi. Đấy. Chung con này là ngon đấy. Ngày mai bác lấy mai bên em căn chỉnh lại cho. Ok thôi, không vấn đề gì nhá. 26 hơi tốt. Côm bướm 26. Đấy. Này nó chưa được ok là tức là chưa đấy, hơi rất bực bực luôn. Nó là thiếu xăng. Được, mai căn lại thôi.
Đó, ok. Còn B5 nhá. B5 đầu cô bắt su côm bướm này. B5 này. Con này tính cho bác 950 nhá. Đấy. Được chưa? 950 cô bắt su côm bướm. Hàng VIP nhá. Giá này là giá là không lợi nhuận rồi. Lưu ý nhá. Đấy. Và tiếp tục nào. Em lên cho bác con tiếp theo này. Tiếp theo em lên cho bác mấy cái con mấy con này thì em bán cho bác đủ bộ luôn nhá, cả máy cả cần. Sẽ lắp cho đầy đủ tay lái này, đầu bò và chắn cỏ. Đấy, nói chung các bác về dùng luôn thôi, không phải suy nghĩ gì nhá. Đấy. Thì mấy cái giá em đưa ra cho bác này là lưu ý là bán cho mấy lẻ từng cây một như này là giá của nó là sẽ xấp xỉ hoặc là kiểu bằng với cả giá thợ luôn. Đấy, chính vì thế là giá nó rẻ rồi. Tức là đều đủ cho thợ và thợ còn bán cho bác thì đương nhiên là nó rẻ rồi. Chính vì thế là nó sẽ chưa bao gồm phí vận chuyển nhá và chưa có tiền phụ kiện bác nhá, lưu ý. Phí vận chuyển sẽ là 50.000 và phụ kiện sẽ là 50.000 nếu mà bác nào lấy thêm. Đấy. Đấy, ví dụ luôn con này. Con này là một con Tanaka 24 này. Con này nòng 33 ly rất là khỏe luôn. Đấy. Dòng này nói chung là đồ đạc nhiều dùng sướng lắm, thích. Đấy. Bình xăng rất là trắng này, tum nhôm luôn. Đấy. Chung con này dùng bền, dòng này dùng bền lắm. Nên sẽ lắp được đầy đủ tay lái và đầu bò chắn cỏ nhá. Đấy, theo ý các bác luôn. Đấy. Thì con này đấy, thì cái con này nó dễ dùng, dòng này là Talaka giật đằng trước, đấy. Ok nhá, con này bao ngon này, máy rất là khỏe này, đây chụp giật đằng trước này, đấy. Trước cái đằng sau tùy các bác này, đấy, thì con này thì vỏ viếc đẹp nhá, không bể vỡ gì nhá, màu sắc tươi sáng nhá, đấy, thì con này em bán đủ bộ cho bác với mức giá là con B6 đây, đúng nhỉ, cái này B1, B2 nó ra lại lung tung đấy nhỉ. B1 này, con này B1 này, con này B2 này, ghi B4 hơi nhầm một tí nhá. B2 này, con xanh này là B2 này. Thì con này là B3 này. Chứ không phải B5 nhá, lưu ý hơi nhầm một tí. B3. B3 nhá. Đấy. B3. Thế con này phải là B4 nhá. B4 này thì em bán đủ bộ cho bác này. B4 này. Con này tính cho bác con này máy 24 khỏe nhá. Nó rất là khỏe đây này, 24 đây này. Nòng 33 ly con này tính cho bác 850. Đấy. 850 thì bác sẽ thêm 50.000 tiền phí ship và 50.000 tiền phụ kiện đấy nhá. Thì phụ kiện nó sẽ bao gồm là dao bắt cước, dây đeo, tip mở buji, một cái lúc giác mở ốc, tổng cộng là 5 món. Đấy. Thế còn bác nào mà có phụ kiện rồi, mấy cái đồ đấy rồi thì thôi, không phải mua thêm nữa. Bác chỉ trả thêm 50.000 tiền phí ship nữa thôi. Thì con này về đến nhà có 900 thôi. Đấy. Thế con em để cho bác giá 850 nhá. Đấy, ok. Và tiếp tục này. Thì cũng tương tự như con này. Thì con này nó cũng là một con Tanaka, con này 20cc. Con này tình trạng máy còn rất là đẹp. Thì bác có thể quan sát bình xăng nó còn rất là trắng này. Đây là bình xăng zin nhá, không phải bình xăng lâu đâu. Nó trắng này gần như máy mới luôn. Đấy. Thì con này vỏ viết nó cũng đẹp này, rất là tươi sáng này. Đấy, tum cũng nhôm luôn này. Đấy. Đấy. Đó, chế nẹ đỏ nhá, chế nẹ đỏ tiết kiệm xăng này. 20cc nòng 30 ly. Đấy, con này còn ra riết còn mới lắm. Nó con này nhìn còn mới lắm. Rất dễ lổ nhá. Đấy. Lổ con tay. Con này rất ok này. Đấy. Đấy, tình trạng con này còn rất mới này, rất là ngon đấy. Đấy, thấy không? Đây là cái bao. Nói chung máy đẹp nhá, mấy con này máy đẹp á, hàng tuyển hết này. Nên bác có hoàn toàn yên tâm nhá. Đấy. Thế con này B5 này. B5 máy rất đẹp. B5. Con này tính cho bác 800k đây. Đấy, máy rất đẹp. Đấy, 800k. Tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo. Con này cũng đẹp luôn. Con này nó là con Mitsu T100 đời Ryubi. Con này tình trạng máy rất đẹp nhá. Đấy. Đây bác nhìn đây là bình xăng zin nhá, không phải bình xăng lô nhá, lưu ý. Đấy, những người tinh thì người ta nhìn bình xăng quá trắng luôn.
Đấy, anh nhìn cái vỏ này quá là đẹp luôn đấy, rất đẹp nha, nhìn chế nên chế ngang luôn đấy, nhìn cần này, ốc này cần này đấy, đen xì luôn đấy, nói chung đẹp lắm, cần mới đấy. Tình trạng này cắn cỏ zin này mới này, thấy không? Đầu bò thì gần như mới luôn đấy, con này nhìn đẹp lắm đấy. Thế con này nó gần như kiểu máy thùng đấy, kiếm nói chung con này mới đó, đảm bảo các sẽ hài lòng. Cái con này nhìn ốc kìa, ốc trong nó còn vàng áo chóe này. Đấy. Cái con này là con Mitsu nhá. Nó là Mitsu T100 đời Zubi. Đấy, nó Zubi nhưng mà máy này thực chất là máy Mitsu T100. Công suất thì là 20cc, đồng 30 ly. Đấy. Rồi. Con B6, con này quá mới. Mới thế nhỉ. Con này tính cho bác 850 nhá. Đấy. Rồi, tiếp tục. Và lên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo lên cho bác một con máy này là con Komatsu này, Komatsu G2KC, dòng này dùng rất là ngon rồi. Quá ok dòng này. Đấy, G2KC dòng này là công suất 22cc. Dòng của nó là 32 ly nhá, 32 ly khá là khỏe đấy. Đấy. Đấy, vỏ viết đẹp này, tùm viết ok này. Cần tay lái rồi các kiểu ok hết nhá. Đấy, nói chung là ok. Đấy, rất là đẹp. Con này thì bên em lên cho bác chế mới luôn. Thì mới hai kim zin ba loại tốt luôn, đời mới nhất luôn nha. Đấy. Đấy, rất là ngon nha, cuốn luôn. Đấy, tắt máy, không tắt tăng máy nằm ở đây nha. Đấy, rồi. Đấy thì rất dễ lột thôi. Đấy. Rồi. Rồi. Máy phừng phừng thôi. Đấy, hơi rất là tốt. Thì ngoại hình máy nó đẹp. Đấy. Thì con này là con B7. B7 tính cho bác cái này tính cho bác 900k nhá. Đầu này dùng ngon, 900k. Đầu này dùng ok đấy. Đầu này dùng ngon lắm. Rồi tiếp tục này. Mà lên cho bác con tiếp theo nhé. Tiếp theo lên cho bác cái con này là con Sinewa này. Sinewa Shop. Nó bị bớt tem nhưng mà dòng này nó là Sinewa Shop nhé. Dòng này dùng rất là ok. Dòng này là Sinewa Shop 250 3 số. Thì dòng này nó tua nhanh này, mà tua nhôm luôn, tua nhôm luôn. Tua nhanh nhá, tua nhanh là bác phát cực kỳ thích 250. Đấy, bên in bản. Đấy. Thì con này thì bên em cũng đã lên cho bác chế găng ngang mới hai kim zin ba loại tốt. Đấy. Lại này. Đấy. Thế bác dùng con này thì thích này. 25cc. Lòng như con này 33 ly thì phải. Nói chung là khỏe. Đấy. Thế con này là con B8. Con tính bác 1,2 triệu nhá. Đấy. 1,2 triệu. Thế bác về xài luôn thôi, phải suy nghĩ đi. Rồi tiếp tục này. Mà lên cho bác con tiếp theo này. Tiếp theo lên cho bác cái con này nó là thuộc cái dòng gì đây? Talaka. Talaka 230 mới ác này. Con này 230, 23cc. Lòng 32 ly. Talaka chân trống, dòng này dùng thì quá thích rồi. Dòng này dùng ngon. Đấy, 23cc khỏe. Đấy. Đây. Đấy. Ok nhá. Đấy, tay cầm zin bên bản kia. Đấy, cái mày nắp cái bô này bên em nắp cho bác đầy đủ ok nhá. Ốc kia kề còn vàng chóe luôn. Con này tình trạng còn rất mới, nhìn mình sang còn quá trắng luôn. Đấy.
ơi quá ngon. Con này em thấy rất ok cho bác luôn. Đây khỏe đấy chứ. Con này đẹp. Mới lắm, tình trạng còn rất mới. Đấy, con này đẹp, tuyệt vời. Con B9. Con này tính cho bác giá là 1.050.000 nhá. 1050. Đấy. Quá là bình dân luôn. Đấy. Và tiếp tục đây. Em lên cho bác con tiếp theo này. Tiếp theo lên cho bác con này, con Echo này. Con Echo thì bác nhìn sơ qua bình xăng thôi. À con Kyrit chứ. Kyrit. Này, nhìn bình xăng này, trắng chưa? Đấy, với thứ hai là nhìn cái tum này, tum nhôm này. Con này là con 2310 này. Kyrit 2310 đời tum nhôm. Dòng này hệ này, dùng rất là ngon. Tua nhanh phải. Dòng này như nếu không nhập tua nhanh. Chế thì quan vừa rồi hai kim đấy, Kyrit con này dùng thích ạ. Bàn đấy, con này thì đây, nó chọn lực này. Nhẹ rồi. Đấy. Rất là ngon nhá. Cái dòng này hệ này. Dòng máy hệ là cứ là dòng máy đắt tiền đấy, cao tiền đấy. Đấy, bác lưu ý nhá. Con này là thuộc dòng máy cao tiền. Thì ví dụ nó dập chỗ này là may em có vỏ thay cho bác luôn này. Cái dòng này em có này. Đấy, thay cho bác luôn nhá. À tức là đưa cho bác mấy vỏ nữa, bác về thích thì thay. Không thích thì thôi, để nguyên lại được nhá. Này nó đẹp mà. Không bị sao hết. Không ảnh hưởng gì cả. Đấy. Bình xăng quá trắng. B10 là tính cho bác 1.200.000 nhá. Dòng này dùng ngon. Bảy. Rồi tiếp tục này. Rồi em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo lên cho bác con này nhìn quá nét rồi. Con này là con Cinewa 250. Cinewa 250. Dòng này dùng thì thôi rồi. Đúng là hàng hệ luôn. Đây, Cinewa 250 này. S250 này, thấy không? Đấy. Thì bác nghe những cái con S26 thì nó đã đắt như nào thì bác. Cái con này nó là 25cc. Nó chỉ nhỏ hơn con S26 một tí thôi. Nhưng mà cái độ bền của nó thì là tương đương. Đấy. Trong này thì cũng rất là nổi tiếng này. Đấy. Máy rất ok nhá. Đấy. Thì con này thì bên em lên cho bác chế ngang luôn. Mới. Hai kim zim ba lại tốt luôn. Chế, đời chế mới nhất đấy giờ. Tắt máy, đấy vừa tắt máy đằng trước. Đấy. Đấy, Cinewa 250 trong này dùng thì quá ngon rồi. B11 này, rồi báo bền. Tính triệu 250. Đấy. Giá này là quá mềm rồi, không thể mềm hơn được nữa. Rồi tiếp tục này. Mà lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo lên cho bác một con thuộc dòng Talaka chân trống. Con này cũng là Talaka nhưng Talaka chân trống. Ô, con này cũng 23cc luôn, quá là tốt luôn. Đấy. Con này lại bình xăng còn rất trắng này, bình xăng zin trắng này. Vỏ viếc ok, nhìn đẹp. Đấy, trắng quá. Chế này đỏ. Đấy. Ok nhá. Đấy. Nhìn nét đấy. Đấy. Talaka chân trống. Con này nổ rất là giòn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tròn nhá. Đấy, lại này. Quá là ok đấy nhá. Đây. Con B12. B12 quá giòn. Con này tính cái bác 1050. Tan là cả 23cc, lòng 32 ly. Đấy. Rồi tiếp tục này. B12, B13 này. B3 thì em lên cho bác con này quá đẹp rồi. Con này là con Echo trắng này. Echo trắng. Dòng này thì bao giờ nó cũng đẹp, hình thức máy quá xuất sắc. Thể tum, vì sao quá trắng này. Chế găng ngang con Brazil. Đấy. Tay cầm cũng đẹp to. Đấy, nhìn đẹp. Echo trắng, con này nguyên bản nguyên zin 100% nhá. Đấy. 22cc nòng 32 ni. Ừ, quá đã luôn. Con này ngon đấy. Ừ, quá tuyệt vời. Con này đẹp này, nói chung là ok đấy. B13. Con này tính cho bác giá là bao nhiêu được nhỉ? Tính bác giá là 900k đây. Con này đẹp, tùm ngon. 900k. Đấy. Hơi có tốt. 900k. Rồi tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo lên cho bác một con Komatsu nhá. Komatsu này nó là đời Atsuki này. Máy này thực chất nó là máy Komatsu nhá. Nó là để tem Atsuki thôi nhưng mà máy là Komatsu 231. Tính là 23cc, nòng 32 ly. Komatsu côm bướm này. Đấy, màu trắng này, tùm trắng quá này. Đấy, nói chung con này còn đẹp lắm. Chưa xịt bóng thì biết gì đâu. Đấy. Tay cầm zin nguyên bản này. Đấy. Con này thì xuất sắc. Đấy. Nguyên bản nguyên zin luôn, gọi là côm 2003 đấy. Con này trợ lực của nó ngon đấy, nó chưa bật công tắc. Chú ý công tắc nha, các phải hết sức chú ý công tắc đấy. Công tắc. Đây cái con này trợ lực của nó rất ngon nhé. Nó có kiểu nó có cái khe trợ lực hay giảm áp để nhẹ lắm. Bác cứ kéo này. Đấy nhá, lại nhỉ. Đấy, nhẹ lắm. Rất sướng. Đấy. Con này bình xăng bình xước nhìn còn trắng quá này. Đấy. Chúng con này nhìn được ok. Này ngon. Thì con này là con B14. Con tính cho bác để tính cho bác 1.4 triệu nhá. Đấy. Nói chung dùng ngon lắm, dòng này dùng ngon. Đấy, ok. Rồi tiếp tục này. Con này hệ nhá. Con này hệ này. Hệ là những dòng máy đắt tiền. Rồi tiếp tục này. À, em lên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo em lên cho bác một con Robin, Robin 232. 232 là con này nòng 33 ly rất là khỏe này. Buji đứng này. Đấy. Chế thì con này thì chế ngang quân vừa rồi luôn. Quá khủng khiếp luôn. Đấy, quan vừa rồi đây. Đấy. Tung nhôm. Đấy. Ok, con này thì tay cầm tay kiếc ok. Nói chung là vỏ viết không bể vỡ gì đâu. Đấy, được nhá. Đấy. Găng ngang quan vừa rồi nguyên bản luôn. Đấy. Chúng con này khỏe này, bác nào dùng con này thích ấy. Okay,
Vân vừa rồi. Vân B15. B15 này. Cái này tính cho bác 900k đây. Đấy. Tính 900k. Tính cho 850 thì bán cho nó nhanh. Đấy, ok chưa? Rồi. Tiếp tục đây. Mà lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo lên cho bác con tiếp theo là con này có Cinewa nhá, Cinewa Shop. Cinewa Shop 22200. Cái này điều đặc biệt của nó có trợ lực to, ổ trợ lực to. Đấy. Ổ trợ lực to này. Đấy, với thứ hai là buji đứng nổ đanh này. Đấy. Chế nguyên bản, nói chung nguyên bản. Đấy. Thì con này thì đấy, vỏ biếc ok, bình xăng còn trắng này. Đấy. Tay cầm zin nguyên bản kia. Đấy. Thì nói chung ok đấy, thích với trợ lực con này rất là ngon. B16 850.000, thấy chưa? 22cc nòng 32 ni và 1/32 ni gì đấy. Rồi tiếp tục này, em lên cho bác con tiếp theo này. Tiếp theo lên cho bác một con Echo Green, con này là Echo trắng này, Echo trắng, Echo Green, con này theo nào? Con này 24 luôn này, khỏe này, 34 ni. 24cc dòng này 34 ni, tum nhôm. Đấy, tum nhôm. Đấy. Nói chung vỏ viết ok, con này khỏe này. Đấy, con này thì bên em đã lên cho bác chế ngang ngang luôn. Ngang ngang mới zin 3 loại tốt luôn. Chế đời mới nhất luôn mà các bác dao này hỏng có thay thế nó dễ. Chứ dùng mấy cái chế nguyên bản nó dùng tậm tịt mà lại không có đồ thay. Thay ra lên chế ngang luôn nhá. Tắt máy lại này, con này hơn được đấy. Rồi con này tính cho bác B17, con này máy khỏe nòng 34 ly này, bác nào cần máy khỏe lấy con này này, con này tính cho 950 nhá, 950.000, máy rất là khỏe đấy, 34 ly. Rồi tiếp tục này, em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo lên cho bác một con hàng hệ này. Con này là con Komatsu. Kom 2003. Hàng này hàng hệ nhá. Hàng hệ là những dòng đắt tiền đấy. Đấy. 23cc, nòng 32 ni. Đấy. Con này thì đây. Chế ngang ngang quân vừa rồi nguyên bản theo máy nhá. Đấy, qua mang quân vừa rồi nguyên bản. Thôi, con này rất ngon. Tắt máy lại này, hơi ngon đấy. Đó, ngon này. Đấy. À, con này thì vỏ của nó thì nó sơn màu đỏ đỏ này, đó, con này nguyên bản màu hồng hồng, nó sơn màu đỏ đỏ này. Đấy. sơn thì lung tung đấy. Thì con máy của nó thì ngon đấy, nguyên bản nguyên zin, dòng này cao tiền. B18 con này tính cho bác giá là 1.250.000 đấy. Thì bác nào mà ví dụ là dân trong nghề thì bác sẽ biết là dòng này, mấy dòng này nó cao tiền nhá. Đấy. Không phải dân trong nghề, vẫn trong nghề thì đã đành, mà dân sành máy đấy. Rồi tiếp tục này, em lên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo thì em lên cho bác một con máy thuộc dòng gì đây, dòng Cinewa nhá. Cinewa này là Cinewa 230.
230, con này màu đỏ quá đẹp luôn, đỏ tuyệt vời. Đấy, 230 này. Đấy. Rồi, tung tiếp bình xăng còn trắng này. Nói chung là niền nạc, niền đồ. Đấy, tay cầm zin nguyên bản kia. Đấy. Ok. Thì con này khởi động thì bác bơm xăng này. Đấy, con này như đang hết xăng rồi này. Hết xăng, còn có tí. Nên hết xăng. Đấy, con này còn quá ít xăng luôn. Chắc. Ít xăng quá. Không biết có lổ không nhưng mà đại này con này còn ngon đấy. Con này còn quá ít xăng nhá. Quá ít xăng, không đủ bơm. Đấy, đại lại nhà bác nhìn lòng của nó này. Nhìn còn khô này, ốc yếc này. Chú con này ngon, bao ngon cho bác luôn. Không ngon không lấy tiền. Xin đây gọi ba số nhá. Đấy. Con này hình thức máy còn đẹp. Đấy. Rồi. Tặng cho bác con B19 đi. Cần tính bác 1.1 triệu nhá. Đấy, dùng rất ngon. Chỉ B20. Đấy, B20 lên cho bác con này. Con này thì thôi dùng cực kỳ ngon. Con này nó con Komatsu G2KM. KM là dòng Komatsu 22cc. Dòng con này 32 ly nhá. 32 ly rất khỏe. Dòng 32 ly tum cái G2KM tum nó làm lớn này. Đấy, tum lớn. Đây là cái tum nó to bền. Đấy. Thứ hai là cái dòng này là nó có cái chế của nó là bộ chế VIP luôn, là chế le đỏ hay kim. Đấy, tự động. À, le đỏ VIP. Đấy. Hơi ngon. Hơi vừa chắc lại còn sử dụng bộ chế VIP nữa cơ. VIP là One Brazil đe đỏ. Chế này nguyên bán con này phải nguyên cái chế này bán về được tầm 200.000. Đấy. Nguyên bán chế thôi, bán nguyên cái chế này 200.000. Đấy, B20. B20 nhá. Đây tính cho bác 1 triệu. Đấy. Con này ngon đấy. Đấy, tiếp tục này. Mở lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác con này thì nó là con Helsinki nhá. Helsinki 2 nó ghi 26 thôi nhưng mà con này em nghi là 23 thôi. Cái chụp giật này nó hơi lai chụp giật. Vì là cái bình xăng của nó cái trên tay cầm của nó ghi 23. Nó cũng màu xanh luôn. Chả biết thế nào. Đấy nhá. Con này thì đẹp, với ga bóp hệ luôn này. Đây, nguyên ga bóp này bán được phải được tầm 150-200.000 cái nguyên bộ tay ga bóp này. Dùng đấy. Đấy. Thì con này nó xài chế 2 họng tiết kiệm xăng này, cực kỳ luôn. Đấy. Con này tạm gọi là máy 23 chứ. Nó ghi 26 đây nhưng mà mình tạm gọi là 23. Đấy. Con này thì tiết kiệm xăng vô cùng rồi. Đấy, nói chung con này thì ok rồi. Đảm bảo bác dùng con này thích nhá. Đấy, nhìn nó rất liền nạc, nhìn đẹp. Đấy. Con này là Helsinki 23cc. Đấy, con này thì bác phải biết cách khởi động của nó là nó lên xăng nó đều nó chạy ok rồi. Đấy, con này thì nó VIP ở cả cái bộ tay ga bóp. Đấy, cái bộ chế hai họng này cũng VIP này. Nói chung dòng này dùng ok. Đấy, 23cc nòng 32 ly B21. B21 900k. B21 chứ B11 21 B21 giờ. B22. Đây con này khỏe này.
Con này nó là con Echo, Echo Green, Echo trắng này. Nhưng mà con này công suất khỏe luôn. Nó công suất nó lên tới 24 luôn. Đây này, 241 đây này. Tum nhôm này. Đấy, nói chung dòng này dùng ngon. Đấy, mà thứ hai là sử dụng tay ga bóp này. Đấy. Ok nhá. Đấy, hình thức máy đây. Đấy, con này thì bên em đã lên cho bác chế ga ngang luôn. Mới zin ba loại tốt luôn. Đấy, nên bác có hoàn toàn yên tâm nhá. Đấy. V21, V22. Con này hơi ngon. Đấy, đây. Con này hơi quá ngon. Okay nhá. Đấy, con này đảm bảo bác dễ dùng, rất ok mà nó khỏe. Này là 24cc nòng 34 nhá, nòng 34 ly là khỏe đấy. Đấy. Đấy, ga bóp hệ luôn. Ga bóp hệ B22. B22. Con này tính cho bác 1 triệu nhá. Nòng 34 1 triệu đấy. Ok. B23 này. 23 thì lên cho bác con này thì nó là con Echo trắng này. Dòng này thì nó quá dễ dùng rồi. Dễ dùng, dễ xài. Đấy. Và lại vỏ hình thức máy cũng đẹp, dùng không thường đây. Đấy. Vỏ con này thì nó cũng hơi nhăm nhuốc, không phải nhăm nhuốc như dạng bình thường. Không xấu lắm. Đấy. Thì con này được cái hơi rất ngon nhá, hơi tuyệt vời. Úi giời, hơi quá đã luôn. Ừ. Mày không biết là bị cái gì. Thôi rồi, bỏ qua, hai xem lại. Giờ bị sạc, chắc bị buji thôi. Chứ không có gì đâu. B23 là con này đi. Con này B23 đi. Con này thì này là con Cinewa thôi, Cinewa Shop 2002. Dòng này thì nổ quá, nó đanh rồi. Ồ nó. Đấy. 2002, con này chưa xịt bóng, xịt bóng là đẹp lắm. Đấy, nguyên bản nguyên zin luôn. Buji đứng nổ rất đanh, bình xăng còn trắng. Tay cầm zin nguyên bản kia. Đấy. Nói chung là dòng này thì dùng ok. Xin được qua shop. Không dùng được luôn. Đấy, cái này hơi sập xuống tí. Đó. Ok nhá. Thì con này B23. B23 này tính cho bác 800k. Rồi. Thôi, video này đã dài thì em xin kết thúc video tại đây đi. Thì bác mua hàng thì liên hệ với em theo số 0973 931 442 nhá. Rồi, cảm ơn các bác xem video.